Vâng, xin chào bác, tôi sẽ quay test đôi loa này gửi cho khách ở thành phố Hạ Long. Trước khi đi thì tôi sẽ làm một cái video để kiểm tra sản phẩm, mở lại xem là các cái loa nó có hoạt động bình thường không. Vừa nãy tôi đã nghe từng loa một rồi và chức năng hoàn hảo. Đây là một đôi loa 2190 của Anh Quốc, cực kỳ đẹp luôn, giá bán 5,5 triệu đồng. Hiện tại còn 4-5 đôi thôi, khách hôm nay đặt rất nhiều rồi. Góc cạnh còn rất đẹp nha. Đây là thông số kỹ thuật 2190, 8 ohm 200W. Loa xịn của Anh Quốc, 8 ohm này. Rất cảm ơn các bác ở xa như tin tưởng ủng hộ.